Rồi xin mến chào quý cô chú và các anh chị, các bạn bè gần xa trên mọi miền đất nước. Thì hôm nay thấy vào quay cái cảnh đội Choi Tâm Chắc tập luyện công trên vàng. Ở đây thì người ta gọi là tập vật đu ghê ngoi trên vàng. Nhưng mà mình được biết thì mấy anh em đang luyện tập cái thể lực đường dài. Mình thí dụ do quý cô chú các anh chị, một số bà con mình không hiểu về ghê ngoi nhiều. Nói chung là người Việt mình đây ha, thì cái thời gian mà đua đó thì là một cự ly 1.200m, đoạn đường rất dài. Thì như vậy đó, cho nên nếu mà không tập thể lực như thế này á thì anh em không thể nào mà đua mà với một cái đường dài mà khoảng tầm khoảng 12 phút đó. Có thể là 10 phút, 12 phút tùy theo. Cho nên là ở Sóc Trăng này thì cái môn giải đua ghe ngò rất là mạnh, mạnh nhất luôn đó các bạn. Tinh thần rất cao. Thì như vậy là mấy anh em tập hổng gài là tầm khoảng 14-15 ngày rồi. Là từ đây tới đua ghe ngò thì tầm khoảng 13-14 ngày nữa các bạn. Đó. Cho nên là mấy anh em tập xuyên suốt là cả gần 2 tháng trời để mà cái thể lực cho nó bền bỉ. Tốc độ đua thì một thời gian khá dài, 1.200m cự ly giữa nam. Cho nên từ chỗ đó thì mấy anh em mới năng lực, nỗ lực tập luyện trong vòng thời gian gần 1.5-2 tháng để cho cái cơ bắp dẻo dai, sức chịu đựng. Thì bây giờ những tiếng còi của huấn luyện viên test đua hít bắt đầu là chuẩn bị khởi động tập. Thì một buổi tập như vậy là khoảng 4 lượt tới 5 lượt. Thì mỗi lượt vậy là tầm khoảng 12 phút. Thì tư thế tập trên vàng thì không khác với ở dưới ghe ngò ở dưới sông. Cũng là mỗi vận động viên thì một bên. Thì trước khi chuẩn bị tư thế mà bơi á, thì anh em chồm người về phía trước, đưa cái thẳng cái dầm về phía trước luôn các bạn. Đó, thấy không? Tư thế chuẩn bị khi mà nghe hiệu lực của tiếng còi là bắt đầu bơi. Đó. Thì huấn luyện viên đang bấm cái đồng hồ để canh giờ. Bơi. Bây giờ bắt đầu là phút 2 phút 38 rồi, mình sẽ quay trực tiếp luôn nguyên một đoạn video này để cho quý cô chú các anh chị mình xem là một hiệp khoảng bao nhiêu phút. Thì cách trách nhiệm của huấn luyện viên, chú huấn luyện viên cũng lớn tuổi nha các bạn. Tay thì quơ tư thế, miệng thì thổi còi, nhưng mà thổi còi này rất mệt các bạn. Còn một chút xíu nữa đó là các bạn thấy là hai anh thổi còi phía sau. Hỏi còn phía sau anh vẫn thổi phụ thế luôn. Bây giờ lúc đầu là đầy ba bơi đều dầm, khi mà canh tới một khoảng thời gian nào đó là gần tới, giống như ví dụ như gần tới khán đài đó, là bắt đầu là test luôn hết. Giờ này thì huấn luyện viên đang canh chỉnh tư thế mấy anh em bơi. Tay huấn luyện viên đang quơ đều hai bên là để cho hai bên đi nhịp đều. Mình cũng nghe thông tin nói là năm nay được trao nhận là công nhận, năm nay là công nhận bên Bộ Văn hóa công nhận là môn đua ghe ngò là môn truyền thống, môn thể thao gọi là cái phi vật thể các bạn. Cái mùa đua ghe ngò có nhiều ghe ngò thì trang trí cái kiểu mà cái mặt trăng các bạn. Khi trăng lú lên đó là tới mùa lễ hội ốc bóng. Nó cho nên những cái ghe ngò người ta đang vẽ cái biểu tượng là mặt trăng. Thì có người có ghe thì đại diện cho bạch hổ. Có ghe thì rồng xanh phấy nước. Hai phút 38.
bây giờ là 4 phút 38, gần 5 phút. Đó, một tay thổi còi huấn luyện viên chính giữa. Còn tiếng còi anh này quá thanh thạo các bạn. Tư thế 2 4 6 8 10, anh 10 anh ở trước thì tư thế ngồi, còn 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 38 người phía sau là đứng tư thế là quyền ngồi xổm, là cái đầu gối để trên một cái giò thẳng dưới. Mỗi anh em thì đều có một cái miếng gọi là tấm thảm để lót giò. Thì mình đang quay mấy anh em đội chơi tôm chắc tập luyện ở trên vàng ở đây. Thì mép bên đây chùa chơi tôm chắc hôm nay là làm cái lễ dân y rất lớn, bà con rất nhiều. Còn cái chỗ mà mấy anh em tập đây là một cái hồ, cái hồ nuôi cá và chỗ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự. Mình sẽ quay một phút này liên tục để cho các bạn xem là từ cái lúc mà tập thể lực, từ cái lúc mà bơi đều và tới lúc thúc. Rồi các bạn nghe tiếng còi bắt đầu thúc nha các bạn. Nãy là 2 phút 38 thì mình tính ra cho là 40 đi, cũng như 3 phút. Bây giờ là phút 90 thứ 9, như vậy là nãy giờ là 6 phút. Hai bên thì khán giả coi rất nhiều các bạn.
cái còi lớn các bạn ha. Hai cái còi thổi kêu ghê các bạn. Là 11 phút rồi các bạn, 1 phút 57 giây thì như vậy là cái 2 phút 30 như 3 phút đi, 3 phút 11 phút. 11 phút. Wow. Hiệp này nãy giờ là bơi là 8 phút rồi đó các bạn, vẫn bơi nhịp đều luôn. Rồi video đến đây là hiệp 1, là mình xin kết thúc với cô chú.